We'll be right back.
We'll be right back.
có sự hiện diện của hai bên gia đình trong chương trình ngày hôm nay. Cho phép MC trân trọng được kính mời bố mẹ của cô dâu và các viên họ thì hạt trưởng tóc hơn của cô dâu trong chương ngày hôm nay cùng với sự hiện diện của vâng trân trọng được kính mời gia đình. Và kính thưa quý khách quý nhân đến và trân trọng được kính mời đại diện của gia đình bên nhà trai lên trên sân khấu và bắt quý khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, trân trọng được kính mời ạ. Còn đúng là công cha như núi Thái Sơn, biến mẹ như đất người người Việt Nam. Công cha trọng lắm ai ơi, biến mẹ bằng trời mang nặng để đâu. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết cùng lao đất trời. Ngày hôm nay ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì không thể thiếu được công lao nuôi dưỡng sinh nhai của những người làm cha làm mẹ trong chương ngày hôm nay. Vâng, trân trọng và kính mời gia đình lên trên sân khấu ra mắt toàn thể quý khách quý trong chương ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời. Trân trọng và kính mời gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cùng lên với cô dâu và chú rể ra mắt quý vị khách quý trong chương ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng và kính mời những nhà nhiếp ảnh gia lấy mang điện thoại, laptop, Apple. Của chương ngày hôm nay tham gia quay phim chụp ảnh cho cô dâu và chú rể cùng với gia đình trên trận đấu kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vâng, yêu và được yêu là một điểm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta trở nên xích lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có chung một nhịp đập. Vâng, phải nói một điều rằng từ nay hai trái tim vàng trăm năm sẽ đập nhịp nhạc cùng nhau. Vâng, mà có chờ thì không thể thiếu được câu để cho môi em thắm cho lòng anh say. Kính thưa quý khách quý thân mến, đứa trẻ của chúng ta qua thời gian tìm hiểu thì ngày hôm nay đến giờ phút này đây thì cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo đủ đạo làm chồng đủ công làm vợ và đủ nước đủ trẻ để cho quý vị khách quý ngày hôm nay cùng đến chung vui. Và kính thưa quý khách quý thân mến, vâng, và ngay giờ phút này đây cho phép MC xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ phu quý của chú rể bắt sướng sẽ viên cùng cô dâu Thu Liên. Xin mời chính thức. Vâng, kính thưa quý khách quý thân mến, sau đây cho phép MC trân trọng được kính mời đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ nói lời cho gia đình hai bên có đôi lời kính thưa tới toàn thể quý khách quý trong chương ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời bác Vàng Văn Lộc có đôi lời tới quý vị. Kính thưa quý ông quý bà, cô chú bác, hôm nay rất vinh dự cho tôi được sự hiện diện của các quý ông quý bà cô dì chú bác đã đến cùng lời chúc sức khỏe và hạnh phúc cho hai cháu để trăm năm. Nhân dịp này đầu xuân năm mới, thay mặt cho hai gia đình nhà trai và nhà gái xin kính chúc quý ông quý bà cô dì chú bác một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, vợ. Trên trung tâm sân khấu để chứng kiến những người thân của cô dâu sẽ cô dâu và chú rể sẽ có món quà hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, những ai trong buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể chưa trao quà thì MC sẽ mời lên trên sân khấu ngày hôm nay trao quà cho cô dâu và chú rể. Và cho phép MC trân trọng được kính mời gia đình bác Dượt Vui lên sân khấu có món quà hạnh phúc dành tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, một lần nữa đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn đến gia đình Văn Quyến có món quà hạnh phúc dành tặng cho chú rể phát sướng và cô dâu Thu Yên trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho phép MC trân trọng được kính mời
gia đình bác núi lên sân khấu của món quà hạnh phúc dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin chào được kính mời. Vâng, đúng là còn gì để bằng trên đời hơn thế. Ai không nào bằng không vừa vừa lứa đôi. Quả đúng là trăm hoa đua nở một giờ thì không bằng một phút đợi chờ vô tay. Vâng, quý vị đang được chứng kiến gia đình có món quà hạnh phúc dành tặng cho đôi trẻ của chúng ta trong chương trình hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta nổ tràng vỗ tay thật lớn dành cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, chương trình phần về này cảm ơn đến gia đình bác núi. Chúng tôi xin chân thành kính mời gia đình chú Bình An có món quà hạnh phúc dành tặng cho đôi trẻ. Chúng ta được ký vật. Chúng tôi xin chân thành kính mời em trai của cô dâu lên sân khấu. Và cho phép MC trân trọng được kính mời gia đình cô bạn có món quà hạnh phúc dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng được kính mời. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến em trai của cô dâu trong trưa ngày hôm nay có món quà hạnh phúc dành tặng cho anh rể của mình. Vâng, một dây chuyền rất là to trong trưa ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến cô bạn có món quà hạnh phúc dành tặng cho vâng, thưa quý vị khách quý nhân đến sân khấu đây, xin mời quý vị chúng ta cùng với các bạn của mình lên trên trung tâm sân khấu để chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta. Họ sẽ làm hai nghi thức, thức đó chính là cắt bánh tình yêu và cùng rất diệu tạt bánh trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy tiến về bên tháp bánh tình yêu. Trân trọng được kính mời. Do không đăng ký với ban tổ chức nên chúng tôi cũng không biết là những ai có món quà hạnh phúc dành tặng cho cô dâu của chúng tôi ạ. Vâng, xin quý vị cho một chút kiểu ảnh cho gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chào mừng kính mời. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến cô trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu vào chương trình nghi thức cắt bánh tình yêu trước ạ. Xin chào mừng kính mời. Đôi bạn trẻ của chúng ta họ dành tặng cho nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Một kính thưa quý khách quý, rất chào mừng quý vị đang được chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta và các chiếc bánh tình yêu để cùng chia sẻ và vui yêu thương với nhau. Xin mời cô dâu hãy lấy một ít bánh cho chú rể thưởng thức ạ. Vâng, và xin mời chú rể cho cô dâu thưởng thức. Và xin mời quý vị chúng ta nổ tràng pháo tay một lớn dành cho cô dâu chú rể được không ạ? Vâng ạ, đó là hạnh phúc. Vâng, và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể hãy tiến về bên tháp ly tình yêu cùng rất nhiều ly rượu. Chúng ta ly tình yêu để chứng minh tình yêu của hai bạn sẽ mãi đậm đầy như những ly rượu. Vâng, xin chào được kính mời chú rể ạ. Vâng, đúng là hoa sen thì đẹp nhất trong đời mà chú rể đẹp nhất khi yêu thật cô dâu. Thì cũng chẳng được bao lâu, đến lúc cũng phải nói lên giấc ba câu tỏ tình. Tỏ tình thì cũng phải bớt thình lình, như thế thì mới cưới được người tình yêu, quý vị ạ. Và quý vị đang được chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta cùng nhau rót những ly rượu tiên pháp ly tình yêu cho buổi trưa ngày hôm nay để tiếp chứng cho tình yêu của hai bạn. Vâng, và chúng chú rể còn nói với cô dâu rằng em ơi, em đi một chén rượu hồng, anh chưa uống mà lòng đã say. Nếu như em là một chén rượu cay, anh đi uống hết để say suốt đời. Vâng, xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc mừng